Bộ Ngân khối động đất ở Morocco vừa công bố số liệu cập nhật mới nhất về thiệt hại trong trận động đất lịch sử xảy ra vào đêm 8 tháng 9 vừa qua tại miền Trung của nước này. Theo đó, ngoài số thương vong hơn 19.000 người, với gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị thương, động đất còn phá hủy hơn 29.000 ngôi làng, làm hư hại gần 6.000 ngôi nhà, trong đó 1/3 bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng cuộc sống của khoảng 2,8 triệu người, tương đương 2/3 dân số khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ Morocco đã thông qua quyết định chi hơn 11 tỷ đô la Mỹ cho chương trình tái thiết sau động đất kéo dài 5 năm. Trước đó, chính phủ Morocco cũng đã thông qua kế hoạch hỗ trợ tài chính từ 8 đến 14.000 đô la Mỹ cho mỗi gia đình có nhà bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất. Cho đến ngày hôm nay, công tác khắc phục hậu quả thảm họa tiếp tục được tiến hành với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, lính cứu hỏa, tình nguyện viên và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế. Chính phủ Morocco khẳng định đang dành mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, trong đó có việc cho học sinh trở lại lớp học đúng lịch trình.